Xin chào tất cả mọi người. Trong video lần này thì em sẽ giới thiệu với mọi người một loại thuốc chuyên để xông mọt gạo, khử trùng kho nè, chúng ta xông bột mì nè, những kho lương thực thực phẩm như là hạt điều, cà phê hoặc là thóc. Chúng ta để lâu ngày thì nó dễ xuất hiện mọt và những cái con ấu trùng. Thì cái dòng Wickford 56% em giới thiệu đây là chuyên về khử trùng kho xông mọt nha mọi người. Trước đây thì bên em toàn là bán cái chai lớn, dạng 1,4 kg lận, thì nó rất là bất tiện cho những hộ gia đình mà có cái số lượng gạo thóc hoặc là lương thực thực phẩm cái số lượng ít đó, mà chúng ta mua nguyên một chai thì nó hơi lãng phí. Thì cái hàng này nó mới ra cái dạng hũ như thế này nè, bên trong nó có 16 tuyếp nhỏ thì chúng ta có thể mua lẻ, em có bán lẻ luôn nha mọi người. Thì chúng ta về chúng ta xong thì nó tiện lợi hơn và nó đỡ tốn kém hơn. Một hũ như vậy thì xong được rất là nhiều, và một tiếp như vậy là được 20 viên, thì cứ 5 viên mọi người xong được 1 tấn. Trong này là có 20 viên nha mọi người. Mọi người chỉ cần bỏ ra một cái đĩa, sau đó phủ kín hết lương thực thực phẩm hoặc gạo lại, phủ kín lại, sau đó cho cứ 5 viên là mình xong được 1 tấn. Thì mọi người cứ bỏ vỏ vào xong trong khoảng 3 ngày và mở bạc ra và sử dụng bình thường, không có ảnh hưởng gì đến lương thực thực phẩm cả. Rồi, em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em đến đây ạ. Rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã theo dõi và tin tưởng mua hàng bên công ty em. Em xin mời mọi người đăng ký kênh của bên em để cập nhật những video mới nhất, những mặt hàng về thuốc diệt mối và côn trùng. Khi mà có hàng mới em sẽ quay video và post trên kênh YouTube Công ty Diệt Mối Thành Công để mọi người theo dõi, tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi mua hàng nha. Và có một điều em rất là tự tin là những sản phẩm bên em phân phối ra bên ngoài đều là những sản phẩm bên em đã trải nghiệm trước. Có nghĩa là bên em đã sử dụng để đi làm dịch vụ. Những sản phẩm nào đạt tiêu chuẩn chất lượng, hiệu quả thì bên em mới nhập về và bán ra bên ngoài. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm nha. Rồi, em xin cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn mọi người ở những video lần sau ạ.